Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều tuyến đường sạt lở tại Lai Châu đã thông xe. Thái Nguyên nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Những chuyến xe nghĩa tình trong tâm dịch. Thái Bình không chế thành công ổ dịch cúm AH5N8. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới trọng điểm khu vực phía Bắc và Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp trực tuyến để trao đổi trực tiếp về tình hình lưu thông xuất khẩu nông sản nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu do tác động của dịch COVID-19 hiện nay. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Để giảm tải hoạt động xuất khẩu tại tuyến cửa khẩu đường bộ, Bộ cũng đề nghị Tổng cục Hải quan hai nước hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khâu kiểm dịch hàng nông sản tại ga đường sắt Đồng Đăng Bằng Tường và ga đường sắt Lào Cai Hà Khẩu, sớm đẩy nhanh quá trình tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành nông nghiệp gửi tới các tỉnh, thành phố. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành, Cục Y tế Giao thông Vận tải và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Công bố số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận phản ánh, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp lái xe trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Y tế Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan của Bộ Y tế ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng lao động trong lĩnh vực vận tải và logistics. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, những ngày vừa qua đã gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại tỉnh Lai Châu. Đến nay, các tuyến đường bị sạt lở trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được khắc phục, thông xe trở lại. Cụ thể, nhiều điểm sạt lở tại đường tỉnh 129 nối thành phố Lai Châu với huyện Sìn Hồ, đường tỉnh 133 từ huyện Tân Châu đi huyện Sìn Hồ, Lai Châu, chia cắt giao thông từ trung tâm huyện Phong Thổ với cửa khẩu Ma Lù Thàng. Theo thống kê, tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 5.000 mét khối. Sạt lở đất làm 3 cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bị thương nhẹ. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị thi công đóng chân địa bàn, san gạt, đảm bảo giao thông thông suốt. Các địa phương tiếp tục ứng trực 24/24 để nắm bắt tình hình và có biện pháp ứng phó kịp thời. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã chủ động nghiên cứu xây dựng triển khai hệ thống quản lý di biến động công dân vùng dịch và quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liên kết với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu cư trú. Hệ thống này đã được chính thức vận hành với kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát cũng như truy vết được nhanh và chính xác hơn. Để thực hiện việc khai báo, công dân sẽ truy cập vào địa chỉ website https://sukhoe.dancuquocgia.gov.vn thông qua thiết bị di động smartphone hoặc máy tính có kết nối Internet. Thông tin của công dân kê khai sẽ được kiểm tra đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an kỳ vọng việc này sẽ giúp kịp thời truy vết di chuyển của công dân khi có yêu cầu. Ngoài ra, việc quản lý tập trung dữ liệu công dân được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sẽ giúp phân tích được tỷ lệ công dân được chứng nhận tiêm chủng để định hướng nhập vaccine, phát triển kinh tế trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Với gói hỗ trợ trị giá 26.000 tỷ đồng của chính phủ nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động vượt qua đại dịch, phục hồi sản xuất, kinh doanh, người dân, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp Quảng Ninh kỳ vọng sẽ được tiếp cận gói hỗ trợ trị giá 26.000 tỷ đồng. Song đến nay, các nhóm đối tượng được thụ hưởng vẫn chưa được tiếp cận do còn những vướng mắc cần tháo gỡ. Doanh nghiệp sở hữu hơn 300 phương tiện vận tải với khoảng hơn 500 lao động. Doanh nghiệp đã làm hồ sơ vay 1,7 tỷ đồng từ gói hỗ trợ. Tuy nhiên, do thiếu bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động, nên hồ sơ của doanh nghiệp chưa được phê duyệt. Sau khi mà xem xét nghiên cứu nghị định thì chúng tôi thấy có rất nhiều cái cởi mở mà doanh nghiệp có thể là tiếp cận được. Và đến thời điểm này thì doanh nghiệp chúng tôi đang làm hồ sơ và tôi thấy cũng rất là thuận lợi. Tuy nhiên nó chỉ có khó khăn về cái việc xác nhận, về cái nghĩa vụ, thực hiện nghĩa vụ hoàn thành thuế. Tại Quảng Ninh, nhóm lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là du lịch, dịch vụ lưu trú, vận tải hàng không. Sau khi dịch COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng, đến nay, địa phương này đã có 4 văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một số lĩnh vực ngành nghề. Do vậy, sức ép của các doanh nghiệp về các chi phí vốn đã khó khăn càng nặng nề hơn. Hiện nay thì đến thời điểm hôm nay thì Ngân hàng Xã hội tỉnh Quảng Ninh đã
Thứ nhất là chỉ đạo trực tiếp cho các ngành sách sở các địa phương tổ chức chủ động phối hợp với các ngành để ra soát trực tiếp đến nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Cục Thuế Quảng Ninh đã có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế, đề xuất hướng dẫn triển khai một số thủ tục đủ điều kiện để cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục vay vốn theo quy định. Tại tỉnh Thái Nguyên, sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện cùng với sự tích cực tuyên truyền hướng dẫn tổ chức cá nhân tham gia giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Theo đó, 1.231 thủ tục hành chính được triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ website dịchvucong.thainguyen.gov.vn. Trong đó, cấp tỉnh có 1.072 thủ tục hành chính thuộc 18 lĩnh vực gồm y tế, xây dựng, văn hóa, thể thao và du lịch, tư pháp, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, nội vụ, ngoại vụ, lao động, thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, công thương, tài chính, dân tộc, ban quản lý khu công nghiệp. Cấp huyện có 115 thủ tục hành chính thuộc 7 nhóm lĩnh vực gồm công thương, nông nghiệp, tư pháp, xây dựng, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, lao động, thương binh và xã hội. Cấp xã có 44 thủ tục hành chính thuộc 4 nhóm lĩnh vực, lao động, thương binh, xã hội, tài nguyên và môi trường, tư pháp, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thì đến nay Thái Nguyên đã đáp ứng được 100% những cái thủ tục dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện được cập nhật trên cổng dịch vụ công của tỉnh, và tiến tới thì chúng sẽ cập nhật trên cổng dịch vụ công quốc gia. Với tổng số là 1.231 dịch vụ công mức độ 4. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống một cửa điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính đối với giáo dục đào tạo, đặc biệt đối với cấp sở, cấp phòng và các nhà trường. Chúng tôi cũng đã tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý văn bản điện tử, và giáo dục Thái Nguyên là một trong những đơn vị mà thực hiện rất là tốt cái hệ thống này. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử dụng nộp hồ sơ trực tiếp qua mạng Internet cho bộ phận một cửa. Người sử dụng có thể nộp hồ sơ ở bất cứ nơi nào bằng các thiết bị có kết nối Internet. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người dân trong thời gian sớm nhất. Vừa qua là do cái điều kiện dịch bệnh, vì vậy là chúng tôi cũng làm việc trực tuyến. Và cái việc thủ tục cũng được rất là hướng dẫn, rất là thuận lợi, cho nên là hôm nay đến nhận kết quả rất là nhanh. Sau 10-15 phút đã xong cái thủ tục. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, ra soát, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố, công khai thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính, trình ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu, hoàn thiện hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và công khai quy trình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, mới đây đoàn thầy thuốc gồm 191 y bác sĩ điều dưỡng thuộc các đơn vị Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới đã lên đường triển khai Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Huế được sao thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực có quy mô 500 giường bệnh đặt tại số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Đây là tuyến cuối trong điều trị người bệnh, có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh nặng, nguy kịch và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở khác. Đội ngũ y bác sĩ tình nguyện đã được đào tạo đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của chuyến công tác. Khoa chúng tôi được bệnh viện cử đi gồm có 3 người, gồm bản thân tôi và 2 bác sĩ trẻ tham gia. Thì trong quá trình trước khi chúng tôi tham gia cái đợt công tác như thế này, thì bệnh viện đã có những kế hoạch đào tạo về chuyên sâu về cái lĩnh vực hồi sức cấp cứu, về chạy thận, về thở máy. Bên cạnh đó thì cũng được cập nhật, cũng thực hành về vấn đề sàng lọc bệnh nhân, xử trí ban đầu. Thì trong đợt công tác như thế này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là sẽ góp phần vào một cái công sức nhỏ bé của mình vào cái việc phòng chống dịch, đẩy lùi dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cái khu vực miền Nam theo sự điều động của bệnh viện và cũng như của Bộ Y tế.
Việc đưa vào hoạt động trung tâm hồi sức tích cực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các ca F0 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để giảm thiểu tối đa số ca F0 chuyển nặng tử vong. Trước đó, ngày 9 tháng 8, đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Huế đã vào thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lắp đặt hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế, chuẩn bị vận hành trung tâm hồi sức tích cực. Nhằm hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân F0 và những người dân trong khu cách ly, trong hơn 2 tháng qua, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ địa phương như các tổ cứu thương, tổ chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tới các khu cách ly, bệnh viện dã chiến và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau khi nhận được lệnh vận chuyển bệnh nhân F0 tại các điểm test nhanh ở thành phố Thủ Đức đến khu thu dung điều trị, tổ cứu thương của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhanh chóng có mặt và làm thủ tục tiếp nhận bệnh nhân chuyển ngay đến khu thu dung điều trị theo chỉ đạo của ngành y tế thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tổ cứu thương và đưa các cái mẫu xét nghiệm, cái mẫu cuối cùng là mẫu PCR thì là tổ cứu thương cũng làm việc rất nhiệt tình và trách nhiệm. Các anh đã không ngại ngày đêm, tức là bất cứ lúc nào và đưa mẫu đi thì các anh cũng đưa mẫu lên cũng rất là nhiệt tình. Hơn 2 tháng qua, tổ cứu thương đã tham gia vận chuyển hàng ngàn bệnh nhân COVID-19. Có ngày cao điểm tổ đã đón trả 40 bệnh nhân. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tổ cứu thương luôn trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế theo quy định, đồng thời phun khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi. Từ sáng giờ tôi chở chuyến này là chuyến thứ 3 để chở các F0 ra chỗ khu thu dung để tách ra khỏi cộng đồng. Thì trong ngày hôm nay có thể còn nhiều chuyến nữa nhưng mà tôi quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhận nhiệm vụ. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các tổ vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân nơi tâm dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Còn tại Hà Nội, các phương tiện vận chuyển hành khách cũng đang tạm dừng hoạt động theo chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhiều người dân sau khi thực hiện cách ly y tế không biết làm cách nào để trở về nhà. Trước tình hình đó, thành phố Hà Nội đã cho phép Sở Giao thông Vận tải sử dụng các xe buýt nhanh để đón công nhân hết thời gian cách ly về địa phương và các ca nghi mắc F1 về nơi tập trung. Thay vì đưa đón hành khách, đợt dịch này anh Nguyễn Văn Thắng và các đồng nghiệp lại nhận nhiệm vụ quan trọng khác, đó là đưa đón những trường hợp F1 về nơi tập trung hay những công dân hoàn thành trách nhiệm cách ly trở về địa phương. Dù là bắt đầu hay kết thúc nhiệm vụ, những tài xế và các phương tiện vận chuyển đều được thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn và an tâm cho công dân. Trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này thì mình được phân công điều động đi chở công dân đi cách ly ấy, thì cái tâm lý cũng có một chút gọi là lo lắng. Nhưng mà về cái công tác phòng chống dịch của cơ quan là rất là tốt nên mà mình cũng yên tâm. Tính từ ngày 28 tháng 7 đến nay, các chuyến buýt nhanh đã phục vụ vận chuyển được 1.600 công dân với 110 lượt xe. Trong đó đã phục vụ vận chuyển được 1.018 công dân nghi là F1 từ các quận huyện đến các khu tập trung và vận chuyển được 588 công dân hết thời gian cách ly về trung tâm y tế quận huyện và các trạm y tế phường xã. Khi mà nhận nhiệm vụ ấy thì chúng tôi đã bố trí ngay là lựa chọn 50 phương tiện. Và kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện cũng như là đảm bảo các kỹ thuật phương tiện và 10 công nhân lái xe để được tập huấn những cái công tác khi mà đi vận chuyển và xảy ra các tình huống như đấy. Ngoài ra thì để mà cho đảm bảo công tác an toàn thì chúng tôi cũng phối hợp rất chặt chẽ với cả bên chỗ tổng công ty, chỗ Bộ Tư lệnh Thủ đô và bên Sở Y tế để thống nhất các cái phương án và các cái kịch bản khi xảy ra cũng như là các cái yêu cầu trong cái công tác phòng chống dịch cho phương tiện và cho người lao động. Đây là vinh dự và trách nhiệm nên là chúng tôi là cái việc này chúng tôi cũng rất là vinh dự khi được tham gia phối hợp với vận chuyển công dân. Và chúng tôi cũng xác định đây là một đóng góp một phần nhỏ trong công tác phòng chống COVID nói chung của thành phố. Dịch bệnh, khó khăn chồng chất khó khăn, mong muốn được trở về nhà. Những chuyến xe này không chỉ chở niềm vui là được trở về bên gia đình giữa đại dịch, mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi người, tổ chức trong việc chung tay đẩy lùi dịch. Trong tình hình dịch COVID-19 kéo dài như hiện nay, đã tác động đến đời sống của mọi người dân, trong đó những người lao động tự do, người tàn tật, người già, neo đơn gặp khó khăn nhiều nhất khi không đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày. Trước thực tế này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã duy trì nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ các đối tượng nói trên. Và phiên chợ không đồng là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, một miếng khi đói bằng một gói khi no, ghi nhận của phóng viên thời sự. Như thường lệ phiên chợ không đồng,
được tổ chức tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tại phường 3, thành phố Đà Lạt. Ở đây có đủ những thứ cần thiết để mọi người có thể phục vụ cho nhu cầu ăn uống hàng ngày của một gia đình như gạo, rau củ và một số thực phẩm khô khác. Phiên chợ cũng đã trở nên quen thuộc với nhiều người khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Ở đó, họ không chỉ nhận được những thứ cần thiết mà họ còn cảm nhận được tình người trong cơn khốn khó khi họ được tiếp đón niềm nở và giúp đỡ ân cần khi ra về. Tôi đi đây là lần thứ mấy lần rồi ạ? Dạ, tôi được nhà trợ cấp như này tôi rất là mừng. Bởi vì là nó đầy đủ các thức ăn trong này. Tôi thì già rồi, tôi ở nhà, con thì đi học mà thất nghiệp, đâu có làm cái gì được đâu. Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 5 phiên chợ không đồng. Riêng phiên chợ hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được tổ chức lần thứ 3 với hàng trăm lượt người nghèo được giúp đỡ. Các phiên chợ này cũng được duy trì bằng nhiều nguồn lực khác nhau và hiện nay được tổ chức theo hình thức vận động mỗi phường sẽ tài trợ một gian hàng dựa trên nguồn lực của từng phường để duy trì phiên chợ lâu dài hơn. Cảm thấy là khi mà họ nhận những cái quà này rất là họ vui và cũng mong muốn là được có những cái chương trình này để mà ủng hộ cho những người già, người mà khó khăn trong mùa Covid đó. Họ đi nhận và họ cũng rất là vui khi họ nói rằng là nhờ những phần quà này thì họ có cải thiện được cuộc sống của họ. Ngoài những phiên chợ không đồng được tổ chức thường xuyên tại Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng còn duy trì điểm phát cơm miễn phí hàng ngày cho những người lao động nghèo. Và ở đó, người ta cũng cảm nhận sâu sắc đạo lý của người Việt, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, để cùng nắm tay nhau vượt qua đại dịch Covid-19 với tâm lòng đoàn kết, sẻ chia. Nhằm góp phần cổ vũ tinh thần của đội ngũ y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 mới đây, nhạc sĩ Xuân Trí đã cho ra mắt MV Việt Nam chống dịch vang danh. Bài hát mang thông điệp dịch bệnh vẫn căng thẳng, cuộc chiến chống Covid còn dài, nhưng với sự quyết tâm của Đảng, chính phủ cùng với sự đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, ý thức trách nhiệm của những người dân thì Việt Nam sẽ sớm chiến thắng đại dịch. Chương trình sẽ được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sau Hòa Bình, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Bình là địa phương thứ tư trên cả nước xuất hiện cúm gia cầm AH5N8. Nhờ triển khai quyết liệt và kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, tỉnh Thái Bình đã khống chế thành công ổ dịch, đã qua 21 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Ổ dịch cúm đầu tiên được ghi nhận vào ngày 18 tháng 7 tại hộ chăn nuôi gia đình ở huyện Kiến Sương với tổng đàn gia cầm trên 3.500 con. Chi cục chăn nuôi và thú y đã phối hợp chặt chẽ với huyện Kiến Sương giám sát dịch bệnh và triển khai ngay các biện pháp dập dịch. Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát, song ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi không nên chủ quan, cần thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời tiêm vaccine đầy đủ cho đàn vật nuôi. Ủy ban nhân dân huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định tạm đình chỉ công tác trong vòng 14 ngày với ông Trần Văn Sáu, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vụ Bổn, huyện Krông Park do thiếu chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 để xảy ra việc cách ly tại nhà không nghiêm và tụ tập đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, Đắk Lắk ghi nhận chùm 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn 7, xã Vụ Bổn, huyện Krông Park. Đây là chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây, lịch sử dịch tễ phức tạp, nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng rất cao. Ủy ban nhân dân huyện Krông Park cũng quyết định phân công ông Lê Ngọc Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vụ Bổn, phụ trách điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân xã trong thời gian tới. Và thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.